Nghe đây là khu nghiệp Chinh Lu anh chị. Thì cái tuyến này là tuyến quốc lộ 50, tuyến tránh nè. Nghe đây là xã Tân Kim nè, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Theo cái hướng này chạy một đoạn anh chị mình xuống thị trấn Cần Đước đó, rồi có thể đi Gò Công luôn, đi vào thị xã Gò Công, hoặc là anh chị mình xuống Gò Công Tây, rồi có thể đi xuống Mỹ Tho luôn anh chị. Thành phố Mỹ Tho thì rất là lớn rồi, ở đây thì mình đi xuống thành phố Mỹ Tho cũng khá xa, qua rất là nhiều cái tỉnh và huyện khác nhau. Mình di chuyển tí xíu nữa là tới ngay cái cây cầu Cần Giuộc mới nè. Ban nãy em có chạy ngược lên từ cái ngã tư Gia Bảo đó, mình chạy tới ngay cây cầu Cần Giuộc mới này nè. Có một cái dự án đang làm, dự án làm đường anh chị, đặt ống cống phía bên tay phải từ đây xuống. Trong vòng nửa tháng trở lại đây, thị trấn Cần Giuộc mình thấy đường xá đồ sửa soạn lại rất là nhiều luôn anh chị, nhất là đặt ống cống nè, ở trong cái con đường Nguyễn Thái Bình nó cũng đang đặt á. Còn cái tuyến này thì ở cái đoạn này không biết cái ống cống này nó đặt tới đoạn nào nữa anh chị. Qua cây cầu Cần Giuộc đẹp quá anh chị, nhìn ở dưới nước á, sông rất là trong xanh luôn. Thỉnh thoảng á, hai bên bờ vẫn có bà con mình câu cá đây nè, dưới sông này cũng có lục bình rồi, nhìn cũng khá là sạch đó. Nè, bắt đầu từ cái đoạn này nè anh chị, cua bé đang móc nè, cái cống dẫn nước cho có thể nó ra đây nè, đổ xuống cái con sông này. Như vậy là cái tuyến này đã có cống thoát nước rồi, từ đây bà con mình cũng đỡ lo lắng cái việc ngập úng ha. Thường thường cái mặt tiền á anh chị, mình cất nhà mình rất là sợ ở phía trước nè không có cống nè, phía sau thì nhà dân á không có thoát đi đâu được hết á, bà con mình ai cũng ngại cái điều đó. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 anh chị, em xin cập nhật cho anh chị mình xem trên cái tuyến đường này một dự án cầu đường đặt ống cống ở cái tuyến tránh quốc lộ 50 này, hai bên đào vô chắc khoảng 1,5 m 2 m vậy. Thì hiện tại cái này nó vẫn chưa có lề đường nữa, hy vọng là làm đặt ống cống xong rồi á, là phía trên này có lề đường hẳn hoi luôn thì quá là tuyệt vời rồi. Mình đang chạy ngang một cây xăng lớn nè anh chị, giờ này á 11:30 rồi đó mà thấy anh em trong công trình vẫn còn lu, vẫn còn làm nè. Hôm rày chạy em cũng không để ý nữa, nay mới thấy quay cho anh chị mình xem, hy vọng là làm kịp Tết cho đường xá nó sạch sẽ ngon lành. Đào kiểu này bà con mình kinh doanh không được suôn sẻ rồi, nhưng mà thôi kệ, ráng một tí xíu, chịu đựng một tí xíu rồi có một cái con đường đẹp, có hệ thống thoát nước trước cửa nhà, như vậy cũng quá ngon rồi anh chị ha. Mà phía bên này thì em thấy nhà cửa cũng ít lắm, có một hai cái quán nhậu, quán ăn và quán cà phê giỏng à. Thấy nhiều cái mặt bằng nó vẫn còn để trống, rồi có cả ao hồ nữa nè. Đó, mình đang chạy ngang một cái ao ruộng rất là lớn. Ở đây có một cái văn phòng nhà đất ở đây, xuống chút là bún đậu mắm tôm, rồi mà vài cái tiệm sửa xe. Bà con mình trong nhà là có bắt cái cầu tạm nè, qua lại nhìn cũng thấy khá thuận tiện đó. Gần tới ngã tư Gia Bảo rồi, thì ngay ngã tư Gia Bảo này có hai cái quán cà phê lớn hai bên gốc nè anh chị, quán nắng và quán mây. Đang đào tới cái quán mây rồi nè, quán cà phê này phải chừa lối đi rộng để cho bà con mình vô kinh doanh nó dễ dàng hơn. Phía dưới ngay cái góc quán nắng này em vẫn chưa thấy làm anh chị, còn khúc này là mình có lề đường rồi, có đặt ống cống sẵn hết rồi nè. À, có thể là nối cái ống cống từ vị trí này nè cho chảy nước ra sông Cần Giuộc luôn anh chị, có thể ha, chứ cái ống cống ở đây anh đâu có thoát chỗ nào được. Rồi hiện tại đang làm tới ngay ngã tư Gia Bảo đó, vài cập nhật trên cái tuyến đường này hôm nay ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gửi đến chị mình xem tham khảo. Cảm ơn chị mình đã quan tâm theo dõi cái video clip này nha. Anh chị mình nhớ giữ gìn sức khỏe. Em xin chào, hẹn gặp lại anh chị mình trong clip sau nha.